Trả nợ đời. Tác giả Thu Hằng. Tập 4. Khoảng một tiếng sau, Thơm cô đứng dậy, khóa cái áo tròn của khách sạn lên người, rồi lê chân về phòng. Thơm đổ vật ra giường, tay chân run rẩy, toàn thân đau như chần, máu mũi lại chảy ra. Cô bấn loạn bấm điện thoại gọi cho bác sĩ qua. Bác sĩ vừa mới bắt máy, Thơm đã quà khóc và nói: "Chị ơi, em sợ quá, em phải làm sao bây giờ?" "Em bình tĩnh đi, nói cho chị nghe coi. Có chuyện gì xảy ra với em, cứ bình tĩnh, chị đang nghe đây." "Em sợ lắm chị ơi, em chỉ muốn chết đi cho xong." "Bình tĩnh cô bé à, có ai bên cạnh em bây giờ không? Hôm nay em đã uống đủ thuốc chưa?" "Không có ai bên cạnh em khổ lắm chị à, em muốn chết không được, sống không có xong nữa." "Em uống thuốc đủ chưa?" "Em uống hết rồi chị à, nhưng em vẫn còn sợ lắm." "Em vừa mới gặp chuyện gì phải không? Hả? Không có sao đâu. Còn gọi điện thoại được cho chị thế này là ổn rồi. Sẽ ổn thôi. Không có sao. Em cứ bình tĩnh nghe. Những lúc như vậy, nếu em ở bên cạnh người thân thiết, hãy nhờ người đó ôm em thật chặt và dỗ về. Bản thân em cố gắng bình tâm lại và tự nhủ. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Em thử làm như chị gợi ý nghe." "Dạ, em cảm ơn chị. Chị ơi, chị cho em tăng liều thuốc được không?" "Em uống mấy viên thuốc giải lo âu một ngày rồi. Mấy viên thuốc chống trầm cảm và hoảng loạn." "Em uống 4 viên lo âu, 2 cái loại kia, mỗi loại 1 viên." "4 viên cũng là nhiều rồi đó. Tối đa chỉ được dùng 6 viên một ngày. Thuốc chống trầm cảm và hoảng sợ có thể dùng thêm nửa viên. Cố gắng sống thư thái, giảm áp lực em nghe. Em muốn giải quyết vấn đề thì phải tìm gốc rễ của nó thì mới giải quyết được triệt để. Chị không có muốn em dùng quá liều thuốc lại hại cho cơ thể đó." "Dạ chị ơi, em cần thêm thuốc ngủ, em vẫn mất ngủ lắm." "Thuốc ngủ thì em phải tới chỗ của chị khám, chị kê đơn thì em mới mua được tại nhà thuốc trong bệnh viện. Tuy nhiên cũng đừng có lạm dụng thuốc ngủ nghe, phụ thuộc vào nó không có tốt đâu." Thơm dùng dậy, dối tay mở ngăn kéo ở tủ đầu giường, lấy thuốc uống rồi đứng lên, chỉnh trang đầu tóc, mặc bộ quần áo ở nhà rồi vội vàng rảo chân sang nhà bà Nhàn, nơi có cô con gái nhỏ đang ốm sốt và chắc chắn đang ngóng mẹ từng phút. Sau 2 năm làm ở khách sạn anh và em, Thơm kiếm được kha khá tiền, nhưng cô cũng phải trả giá bằng những tủi hờn, ô nhục và đau đớn. Biết bao đêm Thơm không thể chợp mắt, nhưng sáng ra cô vẫn phải điểm phấn tô son kỹ càng, quần là áo lược thật đẹp, nói cười giả lả với những người đàn ông xa lạ, trao đổi thân xác để lấy những đồng tiền mà chính Thơm cũng cảm thấy dơ bẩn. Cô nhận ra đã đâm lao phải theo lao, và rõ ràng cô đang cần tiền hơn bao giờ hết. Cô luôn nghĩ nếu có quyền lựa chọn, chắc chắn không có chọn cuộc sống này. Nhưng hai chữ nếu như không còn chỗ đứng trong cuộc đời cực khổ của Thơm. Một ngày kia, Thơm vừa thức giấc thì thấy Nụ đã ngồi trên giường bấm điện thoại nhoay nhoáy. Cô ngạc nhiên và ngồi dậy. "Sao mày dậy sớm vậy? Trời hôm nay chắc có bão đó." Nụ vẫn chăm chú nhìn vào cái điện thoại. "Để im, tao nhắn tin cái đã, chút tao nói chuyện sau." Thơm đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi đi mua xôi. Vừa về tới phòng, Nụ đã vội đóng cửa rồi kéo tay Thơm ngồi xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc. "Ta nói nè, tụi mình chuyển qua làm ở khách sạn khác đi. Ta phải đóng cửa, nếu không con nào đó nghe được lại tranh cái xúc của mình đó." "Chuyển đi đâu? Sao tự dưng lại chuyển?" "Có khách sạn mới đó, tên là Mường Lam, cũng sang lắm. Bên đó đang tuyển đào mà tụi mình chỉ bị cắt phế 30% thôi. Có đứa bạn tao sang đó làm rồi, nó nói ở đó ok lắm.
Mụ Tú bà siêu trẻ, chỉ tầm 25 tuổi, cũng đi khách tưng bừng nên bọn gái bên đó dễ thở lắm. Thôi, làm ở đây đang quen rồi, tao ngại thay đổi. Quen với lạ cái gì? Quan trọng là tiền. Bên đó dễ thở hơn, ít cạnh tranh hơn, tiền nông thoải mái hơn, lại có nguồn khách nữa. Lũ đàn ông tới khách sạn anh và em nhẵn mặt hết tụi mình rồi. Sang đó đổi gió khai thác tài nguyên mới đi mày. Ở đây nhiều khách chày bữa, gắn với toàn là ký ức tồi tệ của mày là cái gì? Mày đổi chỗ biết đâu lại cảm thấy dễ chịu, ngủ ngon, bớt lo lắng hơn thì sao? Tao cũng nghĩ cho mày nên mới kêu mày chuyển chỗ đó. Cả sáng bận nhắn tin chắc chít với con bạn tao bên đó đó. Nụ vừa nói vừa mở gói xôi, bốc một đám xôi, nhét vào miệng, rồi phòng mang trận mép nuốt dội. Ngẫm nghĩ một buổi, Thơm đồng ý với ý kiến của Nụ. Thời gian qua, Thơm cũng nhận thấy nhiều khách quen đã dần không có chọn cô nữa. Ngoài ra, khách sạn anh và em vừa tuyển thêm một loạt đào mới, toàn những cô gái miền Tây, không ai quá 18 tuổi. Tất cả đều ngọt ngào, xinh tươi, mơn mởn. Những đối thủ nặng ký mới xuất hiện cũng là mối lo của Thơm, bởi cô đang muốn tranh thủ kiếm tiền để mua một mảnh đất nhỏ ở quê. Ngày chia tay chị Tường Vi, Thơm bùi ngùi chỉ chực khóc. Hơn 2 năm làm ở khách sạn anh và em, Tường Vi luôn đối xử tử tế với Thơm và Nụ. Trước khi hai người rời đi, đã góp tiền mua tặng chị cả một cái túi hàng hiệu sang trọng. Tường Vi thì tặng hai cô em mỗi người một bộ son phấn. Cuộc sống của Thơm và Nụ ở khách sạn Mường Lam cũng vẫn vậy. Mỗi ngày từ chiều tối cho tới khuya, thậm chí là tới sáng hôm sau, Thơm quần quật tiếp khách. Những ngày cao điểm, Thơm chỉ kịp ăn một cái bánh mì, nuốt dội cả dốc thuốc, thỉnh thoảng về phòng thay áo, rồi lại sắp ngửa chạy đôn chạy đáo lên phòng với khách. Ăn ngủ không có đúng giờ, lại uống quá nhiều thuốc, Thơm đau dạ dày trầm trọng, và thuốc trầm cảm còn khiến cho Thơm đau nhức xương khớp. Nếu hôm nào bị khách ép làm thấy khó, cô sẽ đau ê ẩm toàn thân liền mấy ngày. Những khi tuyệt vọng, nguồn động viên lớn nhất của Thơm là nhìn thấy con gái lớn lên từng ngày. Bên cạnh đó, Thơm cũng yên tâm khi có thể chu cấp đầy đủ cho các em của mình và có được một khoản tiền tiết kiệm kha khá. Khi buồn chán và cảm thấy hổ thẹn với lương tâm, Thơm thường tự nhủ rằng những hy sinh của cô thật sự đã có ích, và rồi sẽ có một ngày tất cả mọi thứ sẽ đi qua. Cô sẽ lại được sống tự do, cuộc sống mà cô mong muốn. Làm được chừng nửa năm ở khách sạn Mường Lam, thì một buổi trưa, chị Tường Vi gọi điện thoại cho Thơm. Qua điện thoại, chị Tường Vi nói cái giọng run run như muốn khóc. Thơm ơi, Kiều Trinh bị đánh ghen, vừa được đưa vào bệnh viện rồi, nghe nói bị nặng lắm. Em và Nụ có rảnh thì vào bệnh viện thăm nó nghe. Chị cũng vào bệnh viện luôn bây giờ nè. Thơm tắt điện thoại thì quay sang nói với Nụ. Con Trinh nó bị đánh ghen phải nhập viện rồi. Chị cả kêu tao với mày có rảnh thì tới thăm nó. Nụ nghe vậy thì giãy nảy lên. Mày điên hả? Thăm nom cái gì chứ? Cái con đó đã bao nhiêu phen khiến cho mày khốn đốn rồi. Nhận quả báo là cũng đáng mà. Thôi, dù gì chị Tường Vi cũng nói vậy rồi. Tao với mày qua bệnh viện một chút đi. Đang rảnh mà, có bận gì đâu, qua thăm tiện thể gặp chị Thường Vi, lâu rồi chị em cũng không có gặp nhau. Nụ chưa có nghe Thơm nói hết câu thì đã ngúng ngoại đứng lên. Thơm cười xòa, chạy tới khoác vai bạn. Thôi, đi một chút nghe, dù gì cũng một thời chị em trên bến dưới thuyền mà. Tới cổng bệnh viện, Thơm kêu Nụ dừng lại để cô mua hộp sữa. Nụ lại dùng dằn nói. Đi thăm là tốt rồi, quà cáp làm cái gì, tao chịu mày luôn đó. Nói thì nói vậy thôi, nhưng khi Thơm nhận sữa từ tay người bán hàng, thì Nụ lại là người nhanh tay trả tiền. Vào trong phòng bệnh, Thơm và Nụ choáng váng, không thể nhận ra Kiều Trinh như không thấy chị Tường Vi đứng đó. Chị Tường Vi sụt sùi khóc, con Lành nó đứng bên cạnh vừa dỗ dai chị, vừa nhìn Kiều Trinh đầy lo lắng. Kiều Trinh nằm bất động trên giường, cả mặt, vùng cổ, ngực và tay đều quấn băng trắng toát.
Thơm hốt hoảng chạy đến bên giường của Kiều Trinh và hỏi chị Tường Vi. Sao lại đến mức này chị ơi? Trinh nó bị sao? Nó bị phỏng nặng lắm. Bác sĩ kêu phỏng độ 3 đó. Chị nghe kể lại là Trinh nó đi ăn với bồ thì bị vợ của thằng đó theo dõi. Con mụ già đó nó sọc tới bàn ăn rồi bưng cả cái nồi lẩu hất thẳng vào mặt nó. Mụ đó đang bị công an tạm giữ rồi. Chị thương con Trinh quá. Như vậy thì hết đời rồi. Phỏng nặng hết cả mặt như vậy thì còn làm ăn gì nữa. Con nụ nó lên tiếng. Nhưng sao tay chân của chị Trinh lại bị trói vào giường vậy? Nó gào thét dữ dội quá mà. Như là phát điên lên đó. Cứ muốn giật băng ra nên các y bác sĩ phải trói lại rồi cho thuốc an thần mới ngủ liệm đi được đó. Khổ thân nó quá à. Con bé nó xinh đẹp như vậy, bây giờ nó phải làm sao? Nụ lại hỏi. Người nhà của Trinh đâu hả chị? Nhà con Trinh ở trên vùng cao miền núi đó, cách đây mấy trăm cây số. Nhà nó nghèo lắm. Nó là chủ lực lao động của gia đình đó. Mẹ nó mất ngay sau khi sinh em nó. Bà nó thì bị tai biến nằm liệt giường mấy năm nay. Không có làm ăn gì được. Em nó mới học lớp 6 nên chắc không có lên thăm con Trinh được đâu. Chị định bàn với mấy đứa là chị em mình thay nhau chăm sóc cho nó. Nó đâu có quen thân ai ở đây đâu. Lão bồ của nó biến mất dạng rồi. Vợ thì bị bắt. Chắc cũng đang loạn hết cả nhà lên rồi đó. Thơm lúc này lên tiếng. Sẵn em với nụ vào đây rồi thì chị cứ về khách sạn nghỉ một lúc đi. Hai đứa em coi cho. Tối chị vào thì tụi em về. Ừ, vậy thì cũng tốt. Vậy chị về ngang. Còn bao nhiêu công việc phải lo nữa đó. Hôm nay khách sạn tuyển đào mới đây nè. Hai đứa tốt quá. Ngày xưa con Trinh nó cứ bắt nạt con Thơm hoài à. Khổ ghê vậy đó. Ai ngờ giờ nó ra nông nổi. Thơm còn đang phẫn vơ với hàng loạt suy nghĩ thì Kiều Trinh bỗng mở mắt ra. Cô gái trẻ giật mạnh hai tay, hai chân, cố muốn thoát ra. Vừa dùng giãy, Kiều Trinh vừa hét lên. Bỏ tôi ra! Cởi trói cho tôi! Bỏ ra! Mẹ ơi, cứu con với! Ba mẹ ơi, con đau quá! Thơm nghe tiếng Trinh la hét thì cũng trở nên bấn loạn. Người cô run lên bần bật, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô chỉ biết ôm chặt lấy bụng Trinh và nói, không có sao đâu, mày bình tĩnh đi, đừng có làm như vậy, đau đó. Nụ nghe tiếng của Trinh gào thét thì cũng vội gọi y tá, rồi cũng chạy vào phòng. Khi thấy nụ và các y tá, Thơm hòa khóc tức tưởi chạy ra ôm lấy nụ và nói líu cả lưỡi. Mày ôm tao với, tao sợ lắm. Mày ôm chặt tao đi, tao không có thở nổi đâu. Nói chưa hết câu, thì Thơm đã ngã gục vào nụ, không còn biết trời đất gì nữa. Suốt những ngày sau đó, mỗi khi Thơm vào bệnh viện thăm Trinh, lòng cô chỉ trào lên cảm giác đau xót và hoang mang. Thơm thương Trinh và cũng quặn lòng khi nghĩ tới cuộc đời của cô, của nụ, của lành và nhiều cô gái khác đồng cảnh ngộ. Tất cả đều là những cô gái trẻ có thân phận long đong, bất hạnh, hẩm hiu, nghèo khổ. Tất cả họ đều chỉ như đám lục bình trôi dập dình trên dòng sông. Dòng đời có thể xô đẩy dập dùi họ bất kỳ lúc nào. Thời gian cứ chậm chậm trôi, thấm thoát. Bé Thảo đã được 3 tuổi và Thơm đã làm ở khách sạn Mường Lam được gần 1 năm. Cô vẫn chỉ như một con thiêu thân, dù biết rằng lao vào cái đống lửa sẽ tan thành tro bụi, nhưng cứ phải lao vào. Thơm quên ăn quên ngủ, sống chết vì tiền, đạp lên tất cả để kiếm tiền, hòng mong sớm có thể xây nhà mới cho mẹ và mua một mảnh đất để xây nhà cho mình. Thơm vừa sợ hãi, vừa căm ghét và kinh tởm những cái vị khách bắt cô mua vui cho họ bằng mọi cách và coi cô rẻ mạt như một món hàng. Vậy nhưng Thơm lại dằn lòng xuống, cô tự nhủ phải theo đuổi mục đích tới cùng, bởi có vậy thì những hy sinh của cô mới thực sự được đền đáp xứng đáng. Một buổi sáng, Thơm thức dậy và lòng đầy hân hoan. Hôm nay là ngày cô tới hạn rút tiền tiết kiệm. Thơm định bụng sẽ rút tiền lời gửi về cho mẹ và mua cho con gái chiếc xe đạp 3 bánh. Đang thay quần áo chuẩn bị ra đường thì Thơm thấy cô gọi điện thoại từ máy của mẹ cô. Thơm vừa mới cất tiếng.
Alo mẹ à. Thì đầu dây bên kia có tiếng khóc thúc thích của Tình, em gái út của Thơm. Cô bé nghẹn ngào. Chị Thơm ơi, em đây, chị về nhà luôn được không? Mẹ bệnh nặng lắm rồi. Thơm bủng rủng tay chân. Từ khi nhận được điện thoại của em gái, cô tức tốc sang nhà bà Nhàn đón bé Thảo, rồi ra thẳng bến xe tới bệnh viện với mẹ. Vào tới phòng bệnh, Thơm bàng hoàng khi thấy mẹ nằm bẹp ở trên giường, nhìn bà như già đi hàng chục tuổi, người gầy sọp, da vàng ịch, bệnh phùng to như quả bóng, gương mặt già sọm, hai mắt tóp lại. Thơm vừa khóc vừa nắm tay mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại như vậy? Sao bây giờ mẹ mới báo cho con? Mẹ Thơm nghe tiếng con gái thì mở mắt ra. Người phụ nữ có gương mặt khắc khổ, cố nở một nụ cười yếu ớt. Bà vừa nói vừa thở dốc. Mẹ không sao đâu, con về là tốt rồi. Thấy con là mẹ sẽ khỏe lại thôi. Vừa nói bà vừa đưa mắt nhìn sang bé Thảo một cách đầy dò hỏi. Thơm gạt nước mắt, kéo bé Thảo vào sát giường bệnh rồi nói tiếp. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con giấu mẹ bao lâu nay, đây là con gái con bé tên là Thảo, nó được 3 tuổi rồi. Con sợ mẹ trách mắng nên không có dám nói với mẹ. Mẹ Thơm gượng ngồi dậy, dạy bé Thảo lại gần. Bà nở nụ cười đôn hậu rồi nói giọng yếu ớt. Vậy là con lấy chồng rồi à? Giấu mẹ cái chuyện lớn như vậy, chuyện tốt mà, tại sao lại không có nói sớm để mẹ vui? Vậy chồng con đâu? Sao không đưa về thăm mẹ? Thảo à, lên giường ngồi với ngoại đi con. Dạ, chồng con đi xuất khẩu lao động ở bên Đài Loan rồi mẹ, chứ không thì con đã kêu anh ấy về cùng. Thơm lúng túng, lòng thầm mong mẹ cô sẽ không có hỏi gì thêm. Do quá mệt mỏi và đau đớn, mẹ Thơm cũng không có hỏi gì thêm. Bà chỉ ôm bé Thảo vào lòng rồi nói nhỏ. Trời ơi, cháu của bà đẹp quá, trắng trẻo bụ bẩm quá nè. Đẹp hơn cả mẹ ngày trước đó con à. À, con bé đáng yêu vậy mà bây giờ mới đưa về gặp ngoại. Mẹ con tội lớn lắm đó. Để bé Thảo chơi với mẹ, Thơm tìm gặp bác sĩ. Vì bác sĩ tóc muối tiêu lắc đầu nói. Mẹ của em bị ung thư gan, phát hiện trễ quá, giai đoạn cuối rồi. Tế bào ung thư đã di căn rồi em à. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi thôi. Suốt 3 tuần đó, Thơm túc trực cả ngày lẫn đêm bên giường bệnh của mẹ. Mỗi khi chứng kiến mẹ nằm co quắp lăn lộn trên giường vì đau đớn, Thơm cảm thấy như đứt từng khúc ruột. Mẹ cả một đời cực khổ lo toan, chưa một lần được mặc bộ quần áo đẹp, chưa từng lên thành phố. Giờ đây, lần đi xa nhất của bà lại là vào bệnh viện và chuyến đi đó không có ngày về. Thấy mẹ vật vã trong những cơn đau nhức nhối tận xương tủy, Thơm chỉ biết ôm mẹ dỗ về. Cô quyết không có rơi lệ một giọt nào để mẹ không phải bận tâm lo lắng cho con gái cả của mình. Buổi sáng hôm đó, mẹ Thơm đau bụng hơn thường lệ. Cô cố gắng đút cho mẹ mấy muỗng sữa, nhưng bà uống vào liền ói ra. Bà ôm bụng nhăn nhó thở hắt ra và nói với Thơm. Con kêu bác sĩ chích thêm thuốc giảm đau cho mẹ được không? Mẹ đau lắm mà không có chịu nổi nữa. Nói chưa hết câu thì mẹ Thơm đã xỉu đi. Cô cuống cuồng đi gọi y tá và một lúc sau đó mẹ Thơm tỉnh lại nhờ được thở oxy. Bà đưa ánh mắt lờ đờ hết nhìn Thơm lại nhìn sang bé Thảo. Bà nói một cách khó nhọc. Ước gì con đưa bé Thảo về sớm với mẹ để mẹ dắt nó đi chơi khắp xóm. Dạ, mẹ cố gắng điều trị để nhanh khỏe lại rồi mẹ dắt nó đi chơi nghe. Con sẽ cho bé Thảo về ở quê với mẹ luôn. Thơm nắm chặt tay mẹ, nuốt nước miếng vào trong nghe mẹ nói. Con bé không có giống con là bao nhiêu mà vẫn xinh đẹp ghê luôn đó. Chắc ba của nó đẹp trai sáng sủa lắm. Mẹ Thơm cười yếu ớt, bà vừa nói vừa thở gấp gáp mà vẫn cố nắm lấy bàn tay của con gái mình. Gom hết chút hơi tàn, mẹ Thơm nhìn con gái bằng đôi mắt mờ đục rớm lệ. Bà thều thào.
tiếc là mẹ không có được gặp con rể sớm. Mẹ giận con đó. Ai lại giấu mẹ cái chuyện tài đình như vậy chứ? Chồng con có thích ăn canh cua đồng với cả muối không? Con thì luôn thích cái món đó từ hồi nhỏ. Mẹ nhớ là mỗi khi mẹ nấu canh cua, con có thể ăn đến 2-3 chén cơm đó. Nếu như chồng con cũng thích cái món đó, thì sau này nó về đây, mẹ nấu cho hai vợ chồng con ăn thoải mái. Mẹ thương con nhiều lắm. Con nặng gánh gia đình quá mà. Mẹ có lỗi vì đã để con phải cực khổ. Mẹ, con nuôi mẹ, nuôi em. Mẹ xin lỗi con tha thứ cho mẹ nghe. Ngày nào mẹ cũng ngóng con về ăn cơm, chờ hoài à, mà không có thấy con về. Mẹ Thơm nói càng lúc càng khó nhọc, giọng của bà nhỏ dần, rồi những ngón tay của bà duỗi ra, bàn tay không còn nắm được lấy tay của Thơm nữa. Từ từ, mẹ cô nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng. Những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt đầy dấu chân chim của bà, chậm chậm lăn xuống gối. Thơm lặng người khi thấy bàn tay của mẹ đã buông lơi. Cô không dám ngẩng mặt lên để nhìn mẹ mình. Nước mắt cô lã chã rớt xuống. Cảm giác đau đớn đến tận cùng như có một ai đó đâm thẳng vào mũi dao sắc nhọn vào tim cô và làm cho nó vỡ ra thành trăm mảnh. Suốt 5 năm qua, Thơm hầu như chỉ về thăm nhà 5-3 ngày rào cái dịp Tết thôi. Cô không còn gần gũi với mẹ nhiều như ngày cô còn nhỏ. Ngoài ra, những cái nỗi lo cơm áo gạo tiền chồng chất khiến cho cô trở nên cáu bẳn, và nhiều lúc cô đã nghĩ rằng mẹ chỉ cần tiền của cô. Vậy nhưng 3 tuần vừa qua, khi Thơm kề bên mẹ như hình với bóng, cô đã cảm nhận được rằng mẹ cô vẫn yêu thương cô nhiều thế nào. Tình mẫu tử luôn là cái thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng nhất trong cuộc đời này. Thơm cứ ngồi lặng im như vậy. Cô nắm chặt lấy 2 bàn tay đã dần trở nên lạnh giá của mẹ. Mắt cô ngấn ngấn nước lệ. Cô thì thầm trong miệng. Mẹ ơi, kiếp sau con vẫn mong được làm con của mẹ. Nhưng mà nhà mình nhất định phải giàu sang, mẹ nghe. Cú sốc mất mẹ khiến Thơm ngã quỵ. Quay trở lại khách sạn, Thơm không dám tắt đèn khi đi ngủ. Bởi chỉ cần ánh đèn tắt đi là cô sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hãi và giật mình. Mỗi đêm, Thơm đều phải bật nhạc để nghe với mong muốn bớt căng thẳng và suy nghĩ nhiều. Nhưng chính cái tiếng nhạc cũng làm Thơm ong đầu muốn phát điên lên. Nhiều lúc Thơm liều lĩnh uống tới 5 viên Sidusen và cô ngủ thiếp đi một cách mệt nhọc. Trong mơ, cô thấy mình tuột dài trong một cái hố sâu thăm thẳm đen kịch. Mẹ cô đứng trên miệng hố cứ vẫy cô mà cô không có thể lên được. Có những khi Thơm lại mơ thấy Kiều Trinh cả người máu me đầm đìa, quấn băng trắng, nằm trên cái tuyết thuyền rách nát trôi vô định ở trên sông. Thơm thì chấp chới ở dưới nước như sắp chết. Những cơn ác mộng đó khiến Thơm hoàn toàn kiệt quệ và cô lại tiếp tục phải tới gặp bác sĩ. Bác sĩ qua nhìn Thơm một lúc rồi nhẹ nhàng. Chị không thể tăng liều cho em được nữa. Em đã uống liều cao nhất rồi. Chị sẽ kê thêm cho em thuốc chống loạn thần. Em dùng thử xem có đỡ không nghe. Chị vẫn luôn nhắc em đó. Thuốc là con dao 2 lưỡi. Em không thể chỉ phụ thuộc vào nó. Em tập thiền, tập yoga, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý hơn. Dạ chị. Chị hiểu là cuộc sống ngày nay ai cũng có áp lực, nhưng em cũng phải dành thời gian nhìn lại xem mình chịu áp lực căng thẳng tới mức này có xứng đáng hay không. Người ta có câu, người trẻ đánh đổi sức khỏe để lấy tiền, và khi già họ dùng tiền để đi mua sức khỏe. Vấn đề là không phải cứ có tiền là sẽ mua được sức khỏe đâu em. Nghe lời chị đi,
hãy tìm cách giải quyết tận gốc rễ của vấn đề em nhé. Có khúc mắc cái gì thì gọi điện cho chị. Chị sẵn lòng trò chuyện với em. Trở về khách sạn, nghĩ tới lời bác sĩ Hoa, lòng Thơm rối bời. Cô hiểu hết những lời bác sĩ, nhưng chưa biết cô sẽ thoát ra khỏi cuộc sống bi đát hiện tại bằng cách nào. Thơm chưa đủ dũng khí để buông bỏ nghề làm gái. Dù bao đêm cô nuốt nước mắt vào trong vì nhục nhã, ê chề, đau đớn. Thơm sợ con gái sau này không có được đi học ở trường tốt, sợ các em không có tiền đóng học phí, sợ tương lai cô không có tất đất cắm dùi. Trăm ngàn mối lo cứ ngổn ngang trong lòng cô gái. Cuộc sống của cô và Nụ vẫn trôi qua như vậy. Khi cô và Nụ làm ở khách sạn Mường Lam chừng một năm rưỡi, thì một buổi sáng kia, Thơm còn đang ngái ngủ, Nụ đã chạy sòng sọc vào, mặt cắt không còn giọt máu. Thơm ơi, dậy đi, chị Tường Vi bị bắt rồi. Thơm nghe Nụ nói thì giật bắn mình. Cô mở mắt tròn dậy rồi cuống cuồng hỏi. Tại sao bị bắt? Bị bắt lúc nào? Mày nghe tin ở đâu? Có thiệt không? Bị bắt đêm hôm qua rồi. Công an đột kích và triệt phá ổ mại dâm trong khách sạn anh và em. Mày lên mạng mà coi đi. Tin đăng đầy dãy ra rồi đó. Tao có thử gọi điện thoại cho chị Tường và con Lành, con Xoan đều không có được. Tất cả đều tắt máy. Vậy thì thiệt rồi. Khổ quá. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không biết nữa, tao đang thấy tụi mình may quá đây nè. May mà tao với mày lượng rồi, chứ không thì bây giờ chung số phận đó. May quá, càng nghĩ càng thấy mình may mắn đó. May cái gì mà may? Sao mày không nghĩ là công an xử lý xong ở bên khách sạn anh và em thì sẽ tìm đến đây sao? Vậy mọi người bị bắt thì sẽ như thế nào? Đi trại phục hồi nhân phẩm, đi tù chứ thế nào nữa. Xã hội này ai chấp nhận cái nghề ca ve đâu. Thôi, tao với mày đi ra quán cà phê đi, uống cà phê cho nó trấn tĩnh lại rồi nói chuyện cụ thể hơn. Ngồi trong quán cà phê, Nụ bồn chồn liếc ngang liếc dọc, cứ nâng ly nước lên rồi lại đặt xuống mà không uống. Cô im lặng một lúc rồi mở lời. Bây giờ mày tính làm sao? Tao nghĩ về cái chuyện này lâu rồi, không phải bây giờ mới nghĩ đâu. Bị công an bắt là cái chuyện một sớm một chiều thôi. Sống mãi như thế này, tao chán đời lắm. Chắc tao bỏ nghề thôi, tao không có làm nổi nữa. Mày biết bệnh tình của tao rồi đó. Thì tao biết mày khổ mà, cho nên tao mới tính hỏi mày làm sao. Cũng không có tự dưng mà nói là bỏ được đâu. Phải lên kế hoạch chỉnh chu để còn lo cho tương lai chứ. Nụ thì thầm một cách nghiêm túc. Thơm liền lên tiếng. Vậy mày có kế hoạch gì hả? Tao nghĩ rồi, tao với mày mỗi đứa tìm một thằng đại gia nào đó giàu có để yêu chân tình rồi cột chắc nó lại với mình. Như vậy thì bỏ nghề mới yên tâm được, tương lai của tụi mình mới ổn. Tìm thế nào, cột như thế nào? Mối thì khó gì, quan trọng là làm sao giữ chân được cái thằng đó thôi. Tao nghe nói có người thầy làm bùa yêu nổi tiếng ở Hòa Bình đó, tao với mày tới đó coi thử coi sao. Làm bùa yêu hả? Tao chưa có nghe bao giờ. Chưa nghe thì bây giờ nghe đó. Muốn trói buộc được một thằng thì phải bỏ bùa nó cho nó chắc chắn, vậy mới đảm bảo chứ. Nhưng tao đâu có ai đâu mà trói, tao không có đi đâu. Tao mới tìm được một mối ngon lắm. Chủ tiệm vàng, lão ta bỏ vợ rồi mà giàu lắm luôn đó. Mày đi với tao đi, tao làm bùa yêu xem có giữ được lão đó không. Nghe, đi với tao đi, tao làm thử coi. Nếu ổn thì mày tìm một thằng khách ngon mà trói nó, vậy thì mới yên tâm giải nghệ được chứ. Nói là làm. Một tuần sau đó, Nụ thuê một cái xe hơi chở cô và Thơm tới nhà thầy bùa ở Hòa Bình. Đón Thơm và Nụ là một người đàn ông gần lục tuần. Gương mặt sần sùi, hàm răng thì hô, đôi mắt ti hí và mái tóc lưa thưa bết vào da đầu. Sau khi nghe Nụ trình bày xong, ông ta mở một cuốn sách toàn là chữ nho, rồi bắt đầu thắp nhang xì sụp làm lễ. Thầy bùa đặt lên bàn thờ một chén muối, một chén gạo và hai cái nhẫn bạc, sau đó bắt đầu lầm bầm khấn vái và bắt Nụ chắp tay cầu khấn theo. Vừa khấn, ông thầy vừa nhăn mặt nói.
Cô ngồi khép cái chân lại một chút đi. Lần sau đi lễ đừng có mặc váy ngắn như vậy nghe không? Nhìn cô cứ như là đang đi quẩy đó. Sau đó, ông ta kêu nụ, đeo một chiếc nhẫn vào cái ngón áp út. Đem một chiếc về tặng người yêu, đem muối và gạo về để nấu cơm cho người yêu ăn. Nụ dân dạ gật đầu, xong hỏi thêm. Thưa thầy, làm thế nào có thể chắc chắn hiệu quả 100% không? Cô hỏi vậy là ý gì? Dạ, con thấy nhiều người luyện bùa trên quần áo cũ, thấy nghe nói là hiệu nghiệm lắm. Vậy cô đem theo quần áo của người yêu không? Dạ, con có mỗi cái này thôi. Con còn hối dám giặt nữa, gói ghém cẩn thận mang tới cho thầy luôn, vì nghe nói là giặt sẽ mất linh. Nụ đáp rồi hồ hởi, mở cái túi sách lấy ra một cái quần xịp màu đen. Thấy vậy thầy bùa bèn xua xua nói. Không được, không được. Thôi, cô về đi, cứ làm như những gì tôi hướng dẫn, thành tâm thì sẽ gắn kết được với nhau. Sau cái chuyến đi xin bùa yêu đó, nụ trở về và tâm trạng phấn khích hơn nhiều. Ngày nào cô cũng đăng ảnh gợi cảm lên Facebook kèm những cái câu úp mở kiểu như tuy không phải là cô gái quàn khăn đỏ nhưng có chút tình cảm bé nhỏ dành cho anh. Anh ơi, trà sữa em mời, uống xong nhớ phải nhận lời yêu em. Đố ai đếm được lá rừng, đố ai khuyên được em đừng yêu anh. Thấy nụ vui vẻ, hào hứng yêu đời, Thơm cũng mừng cho bạn. Một hôm, Thơm nói với nụ. Hôm nay tụi mình rảnh, mày đưa tao xuống uống cà phê với bạn trai mày đi. Ôi trời ơi, hôm nay lại muốn chủ động gặp bồ của tao nữa chứ. Thì cũng phải gặp nhau chứ. Một người là bồ mày, một người là bạn thân nhất của mày mà. Ok, vậy để tao nhắn tin hẹn ảnh luôn nghe. Nụ và Thơm tới quán cà phê Lá Cọ và phải ngồi chờ gần một tiếng. Bạn trai của nụ mới xuất hiện. Người đàn ông ngoài ngũ tuần bước xuống từ cái xe hơi Mercedes đỏ rực, ăn mặc rất là bảnh. Đầu vuốt keo bóng loáng, cổ và tay đeo chuỗi xích vàng to như ngón tay. Người đàn ông bụng phệ có đôi mắt lương, vừa ngồi xuống ghế thì đã ôm cứng nụ và hôn cô chùng chục. Sau đó, anh ta hau háu nhìn vào chân của Thơm, ánh mắt sổ sàng của bạn trai nụ khiến Thơm ngại ngùng. Nụ thì vẫn rỗn rang nói cười. Cô gái trẻ vừa khoác eo bạn trai vừa nói. Giới thiệu với mày, đây là anh Bình, người yêu của tao. Bình hấp háy mắt nhìn Thơm, vừa cười hề hề, vừa nói bô bô. Anh là Bình, bốn con chính. Nhà anh không có gì ngoài vàng. Hôm nào em tới tiệm vàng của anh đi, thích thì cứ chọn, anh tặng em luôn. Dạ thôi, em cảm ơn anh, em không có dám nhận quà lớn như vậy đâu. Thơm luống cuống trả lời như vậy đó. Ngại cái gì chứ, anh cho bạn em mấy cây vàng rồi đó. Bạn của em đó hả, thực tế lắm, không cần vòng vàng nhẫn khuyên tai gì hết, cứ cây vàng mà xơi thôi, không biết cất kỹ chưa nữa. Mà không hiểu nghĩ cái gì, nhà anh bán vàng mà hôm trước mua đâu được cái nhẫn bạc rẻ tiền, cứ bắt anh đeo à. Ghét anh ghê vậy đó, nhẫn rẻ nhưng tấm chân tình của em đắt, anh không có hiểu hả? Cả buổi ngồi uống cà phê, nụ vui mừng, hạnh phúc ra mặt. Cô nhìn bạn trai âu yếm, thỉnh thoảng lại hôn má của Bình và vòng tay ôm thật chặt. Gần tới giờ về, nụ đứng lên vào nhà vệ sinh và ở bên bàn nước chỉ còn lại Thơm và Bình. Bình nhìn Thơm bằng ánh mắt dâm đãng và nói cái giọng ngọt như mía. Nhìn em đẹp quá, anh cứ liên tưởng tới thần vệ nữ đó. Dạ, em cảm ơn anh, em không có đẹp bằng nụ đâu. Trời đất ơi, em đẹp hơn mà, cao hơn nữa, nhìn em ngon thiệt đó. Nụ không nói thì anh không biết em đã có con đâu, anh xin số điện thoại em nghe. Trở về phòng khách sạn, Thơm vừa thay quần áo vừa nói với nụ. Mày yêu anh Bình thiệt hả? Phải yêu chứ, nhưng tất nhiên là yêu vừa thôi. Ôi, tình yêu, với em chỉ là thứ xa xỉ. Thứ em cần là tiền tỷ và đô la. Lão đó mà bỏ vợ rồi, và giàu nữa, mày nghĩ tao kiếm được cái thằng nào hơn vậy không? Nhưng tao thấy ông ta không có đáng tin cậy. Sao là không có đáng tin cậy chứ? Mà tin làm gì? Lão đó mê tao lắm. Tao cho tao mấy cây vàng 4 số 9 rồi.
lão đó còn nói là mua xe hơi cho tao, mà tao đâu có cần đi nên từ chối chưa có dội. Đúng là đi xin bùa yêu hiệu quả thiệt luôn đó. Mày tin mấy cái bùa yêu đó hả? Tao thấy cứ dấu dẫn sao đó. Tin chứ sao không tin? Con bà nó, hôm tao pha nước muối nấu canh cho lão đó ăn á hả? Cái muối và gạo mà thầy bùa đưa đó, lão ta kêu cơm cái gì mà mặn vậy mà vẫn sôi hết nghe. Ăn xong đóng gạch với tao luôn tới tối à. Lão này ngoài 50 rồi mà khỏe lắm mày ơi. Nói chung là mê tao như điếu đổ đó. Tao vẫn nghĩ mày nên tìm hiểu kỹ ông ta hơn đó. Rồi rồi, sẽ tìm hiểu thêm, được chưa? Trước mắt là tao phải nghĩ cách trói lão thật chặt đã. Dùng bùa rồi thì phải tìm cách phát huy tác dụng chứ. Bạn của mày sẽ thành bà chủ tiệm vàng, mày không vui hả? Nghĩ tới thôi là tao đã ưng cái bụng lắm rồi đó. Thôi, để tao nhắn cho lão mấy cái tin nịnh cho lão sướng nghe. Không khéo sắp mua nhà cho tao tới nơi rồi đó. Một tháng sau, Thơm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng la hét đầy vui mừng của Nụ từ trong nhà vệ sinh. Thơm chạy vào nhà vệ sinh, thấy Nụ đang cầm trên tay cái que thử thai. Cô nói liếu hết cả lưỡi. Hai vạch rồi mày ơi, hai vạch rồi, tao chữa rồi. Nghe Nụ nói vậy, Thơm vô cùng ngạc nhiên. Cô giật cái cây thử thai trên tay của Nụ, hết nhìn cái que thử thai, cô lại nhìn sang Nụ. Mày chữa rồi hả? Mày chữa với ai? Trời đất ơi, có chữa thì đi chữa mau. Còn dở hơi, còn chữa với ai nữa? Với lão Bình chứ còn với ai? Dạo này ta hầu như là có đi khách đâu. Sao mày vội vàng vậy? Tao kêu mày tìm hiểu kỹ đi mà. Nè, đàn ông đó mê mình như điếu đổ, ngày nào cũng tìm mình để thị tẩm, thì còn phải tìm hiểu gì nữa? Quả này tao trói được lão chắc rồi đó. Tao vui quá à. Thôi, bây giờ tao thay cái váy đi hẹn với lão ăn sáng để báo tin mừng đây nè. Bye bye mày nghe. Nói dứt lời, Nụ vừa hát vừa ra khỏi nhà vệ sinh và thay cái váy tím liệm cổ khoét sâu, khoe cái dòng ngực gợi cảm, rồi bước chân sáo ra khỏi phòng. Thơm đi khách suốt buổi chiều. Đến buổi tối, cô về phòng thấy phòng còn tối om nên tưởng Nụ vẫn chưa về. Thơm vừa bật công tắc đèn lên thì thấy Nụ ngồi thù lù một đống ở trên giường, vẫn mặc nguyên bộ váy hồi sáng. Nhìn bạn ngạc nhiên, cô hỏi: Sao vậy? Mày ngồi trong bóng tối làm tao sợ hết hồn à? Sao mà đừ cái mặt ra vậy? Nụ nhìn Thơm một lúc rồi nói: Không sao, tao mệt thôi, tao ngủ một chút đây. Ăn uống cái gì chưa mà ngủ? Thay quần áo đi đã chứ. Mà đi gặp ông Bình thế nào rồi? Tao sẽ kể cho mày sau. Tao mệt rồi, ngủ nè. Nụ trả lời qua quýt rồi kéo cái mền trùm kín mặt. Sáng hôm sau, Thơm thức giấc thì thấy Nụ đã rời khỏi phòng. Thơm gọi điện nhưng Nụ không nghe máy. Chừng 3 tiếng sau, Nụ gọi lại: Mày qua phòng khám sản khoa với tao đi. Tắt điện thoại. Thơm vội vàng xách túi lao như bay ra khỏi khách sạn và đón taxi tới phòng khám. Cô vừa lên xe hơi thì trời đổ mưa dữ dội. Cơn mưa mùa đông khiến Thơm ngồi trong taxi cũng cảm thấy lạnh giá. Tới gần phòng khám, Thơm ngại ngần chưa có vội xuống xe vì trời vẫn mưa quá lớn. Cô nhìn ngang ngó dọc rồi thầm tiếc vì đã không có mang theo cái dù. Và cô dần thấm lạnh vì mặc bộ quần áo ngủ quá mỏng. Đang suy nghĩ mông lung thì Thơm choáng váng khi thấy một cô gái đứng giữa mưa quay lưng lại với cô. Cái bóng lưng quen thuộc đó là Nụ. Không còn chần chờ, Thơm gấp gáp kêu tài xế dừng xe. Thơm lao dội ra mưa và chạy về phía cô gái. Quả thực là Nụ. Nụ mặc váy len ngắn, mỏng manh, đứng giữa sân, ngẩng mặt lên trời, toàn thân ướt lướt thướt, người run lên bần bật vì mưa lạnh. Thơm chạy tới ôm Nụ và kéo tay. Sao lại đứng giữa mưa lạnh vậy? Người ướt sũng lạnh ngắt rồi đây nè. Mày đang mang thai đó. Đi, đi, đi ngay với tao. Chạy vào trong phòng khám đi. Mưa như vậy bệnh đó. Nụ vẫn đứng trân trân ở đó, không có suy chuyển. Cô không có nhìn Thơm mà vẫn ngẩng mặt lên trời. Nụ nói cái giọng dửng dưng: Tao phá thai rồi. Cái gì? Tại sao mày lại làm vậy? Nhưng mà thôi, đi vào trong phòng khám ngồi nghỉ đã. Mưa gió lạnh vậy mày không có chịu nổi đâu.
Có cái gì mà không có chịu nổi? Mà không chịu nổi cũng không có sao. Tao phá rồi, tao bỏ đi đứa con đầu lòng rồi. Bây giờ tao chán lắm, chỉ muốn chết thôi. Đi, giờ đi giờ nói, đừng có đứng ở đây nữa. Mày không có chịu nổi, tao cũng không có chịu nổi được đâu. Tao lạnh lắm. Vừa nói, Thơm vừa giơ tay gạt nước mưa trên mặt của bạn. Nụ dùng dằn hất tay Thơm ra và hét lên. Đàn ông là lũ khốn nạn. Tất cả đều khốn nạn, lừa đảo. Khi nó muốn ngủ với mình thì nó dỗ ngon dỗ ngọt. Thằng Bình là đồ chó đẻ. Khi tao báo với nó là tao có bầu, mày biết nó nói gì không? Nó nói dài lắm, nhưng tao chỉ nhớ mỗi một câu. Đàn ông chỉ kéo quần lên là xong. Tao ngu quá. Tao ngu quá mà. Làm cà phê 5-6 năm trời còn bị lừa. Để một thằng già nó lừa. Tao hận nó. Vì nó mà tao khổ như vậy nè. Bùa yêu hả? Đúng là tao hết khôn, dồn đến dại rồi. Làm gì có bùa yêu trên đời này chứ. Nói chưa hết câu, Nụ ngã quỵ xuống đất. Thơm cuốn quýt ôm chầm lấy nó, rồi cô ngồi sụp xuống nền đất lạnh giá, nơi nước mưa đang đọng thành dũng. Vừa mới chật vật ôm bạn, cố gắng để bạn không có bị té ra đất. Thơm hét lớn. Có ai không? Giúp tôi một tay với. Có ai không? Chừng 2 tuần sau đó, khi Nụ đã hồi phục sức khỏe, Thơm ngồi bên giường Nụ nói chậm rãi. Tao nghỉ suốt mấy tháng rồi, lần này tao quyết tâm bỏ nghề, có chết cũng không có quay lại đâu. Nụ đang nằm, mắt vẫn nhắm nghiền. Mày nghĩ kỹ rồi chưa? Tao nghĩ kỹ lắm rồi, tao không có thể sống mãi như thế này được. Không cần tới ngày bị công an bắt thì tao cũng cảm thấy nhục nhã lắm rồi đó. Tao không thể tiếp tục được nữa. Kiều Trinh thì bị đánh ghen tàn phế. Chị Tường Vi lành son thì bị bắt. Rồi sau khi chứng kiến mày phải phá thai, tao càng quyết tâm bỏ nghề hơn. Tao thương mày lắm. Mày không cần phải thương tao đâu. Tao mạnh mẽ hơn mày tưởng nhiều đó. Tao một mình đi phá thai, chỉ biết rằng nếu tao nói với mày, chắc chắn mày sẽ ngăn cản. Dù gì tao cũng không có muốn giữ đứa con của thằng bội bạc đó. Tao mới thấy có đứa nó viết trên Facebook là cuộc tình dù đúng dù sai, người có thai vẫn là thiệt. Thật ra tao cũng không có thiệt là mấy. Tao moi được của lão 5 cây vàng rồi. Ừ thì thôi, chuyện đã qua rồi. Mày cố quên đi cho nó nhẹ lòng. Tao sẽ nghỉ luôn từ tuần sau. Mày định đi đâu? Tao lên Hà Nội tìm việc. Tao có con bạn cùng quê mới lên Hà Nội, nó làm thuê ở shop quần áo. Chủ cũng trả 8-9 triệu tiền lương một tháng đó. Tất nhiên là tiền không có nhiều như bây giờ, nhưng ít nhất đó là nghề chân chính. Tao muốn lên Hà Nội tìm việc xem sao. Bạn tao nói Hà Nội đất chật người đông, đầy việc để làm hết. Không có bán quần áo thì đi làm ở nhà hàng ăn, làm giúp việc, chăm sóc trẻ nhỏ. Mày có đi với tao không? Mày để tao suy nghĩ cái đã. Nói thiệt mấy cái việc này mày kể ra đó, tao không có làm được việc nào hết trơn á. Ừ, mày cứ suy nghĩ đi. Nhưng chắc chắn tao sẽ đưa bé Thảo lên Hà Nội. Tao muốn được sống cuộc sống bình thường, đường đường chính chính ngẩng mặt lên đối diện với tất cả mọi người. Nghèo cũng được, khổ cũng được. Còn hơn là sống chui lủi, ê chề nhục nhã, bệnh tật đầy mình như bây giờ đó. Ngày Thơm đưa bé Thảo ra bến xe lên Hà Nội, Nụ buồn bã không nói được lời nào. Trước khi xe chuyển bánh, Thơm bùi ngùi nắm chặt tay bạn rồi thủ thỉ. Mày suy nghĩ kỹ lời tao nói đi nghe, cố gắng tự chăm sóc bản thân. Bây giờ không có tao ở cạnh nữa đâu, đừng có nhịn ăn đó. Mày hay nhịn ăn, dạ dày đau lắm rồi đó. Đợt này mày ốm nhiều, chịu khó ăn uống đi nghe. Mà trời lạnh lắm, mặc áo ấm vô nghe chưa. Tao để lại 2 cái áo khoác mà mày khen đẹp ở trong tủ quần áo đó. Mày thích thì giữ mà mặc đi. Khỏe lại thì lên Hà Nội với tao nghe. Tao về bé Thảo chờ mày. Nụ ậm ừ, xoa đầu bé Thảo, rồi lúng búng câu gì đó trong miệng mà Thơm nghe không có rõ. Xe chở mẹ con Thơm vừa mới lăn bánh, Nụ hòa khóc tức tưởi. Lòng cô ngập tràn một nỗi buồn chia ly không có thể diễn tả bằng lời. Suốt những năm qua, Nụ luôn coi Thơm như chị em gái của mình. Khi Thơm quyết giữ cái thai ở trong bụng và bỏ nghề ca ve, Nụ cũng không cảm thấy buồn tới như bây giờ, vì khi đó
cô và Thơm chỉ sống cách nhau chừng hơn chục cây số, muốn là có thể gặp nhau. Còn giờ đây, Thơm sẽ đi xa cô hàng trăm cây km. Cuộc chia tay lần này có thể sẽ dài đằng đẵng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trả Nợ Đời, tác giả Thu Hằng. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tập 5 cũng là tập cuối. Xin chào, tạm biệt.